Rồi hiện tại đang lên bò giao khách thằng cô chú chị. Đó, cặp đực bao mấy triệu ha. Đó, với mấy đực này, cặp 36 triệu nữa. Đó, bò này em giao về Bình Dương với Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, với bên Tiền Giang ha, để đi giúp xe nè. Rồi để tiếp tục cái video đang bán hôm nay mình gọi cô chị mình lên nhận cặp đực ha. Đó thì nói chung thì bò này thì nói chung thì cũng dễ bò, nói chung tiền nào của nấy của chú chị. Đó thì một con này thì em đo là 1m14 bò. Đó, con này thì 5 tháng mấy tuổi nha, con kia thì 5 tháng, con kia thì 1m đực, 9 bò của chú chị. Đó thì của chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại với mình lên. Đó thì cặp đực này thì chủ nhà muốn bán với giá là 28 triệu. Đó 28 triệu giá thì chốt luôn ha. Đó 28 triệu là giá chốt, không còn thương lượng, không có bao xe, không bao ship nha. Đây người con ở đây này, bây giờ em mới dặn xương sóc thì rất to chú vậy. Hai con này thì nhỏ tháng nhưng xương sóc này khá to ha. Chung bò này anh chủ nhà có cọp rồi, nó cũng thần bò rồi. Đó thì cầm này giá là 28 triệu như này. Đó thì bà con là thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ luôn ha. Còn giá cả còn lại mình đợi tiếp tục khác chú chị. Đó nói chung là tiền nào cũng lấy. Đó. Nói chung thì bò chủ nhà nuôi nhiều khi cũng thiếu thốn, ăn uống không đủ sức nữa của nó, cũng không có phát triển không. Đó. Về nếu mình cưng thì mình cho ăn uống kỹ lưỡng lại thì nó sẽ khác bò lên bò lên. Đây chúng ta cấp mình nó bò này thì em bao vú dỗ cẳng vào cầm đúng thùng ruộng cho bà con mình ha. Bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em, giá cả không hợp lệ thì bà con lại kiếm cặp khác. Mình đi ra ngoài cái. Đó thì cặp này là giá là 28 triệu. Đó 28 triệu là giá tại chuồng. Đó thì cô chú chị thấy cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại mình trong hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em thì tin số chủ nhà tìm điện trực tiếp. Nói chung tại vì mấy con này nó dẻo dẻo bò nên giá tiền nó rẻ nè cô chú chị. Đó tại vì chủ nhà nuôi cũng thiếu thốn, không có ăn uống đủ sức của nó nên nó không có phát triển lực lạc như mấy con bò mà nó ăn uống đầy đủ ha. Nhưng về nói chung thì mình cưng thì mình chích sổ lại, chích xương gan rồi cho nó cho ăn uống rồi kỹ lưỡng thì nó phát triển tới lên đó, nó qua cái đốt nó sẽ phát bò tới lên cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để cho mình lên. Đó cô chú chị nó cặp đực này giá là 28 triệu. Đó 28 triệu là giá chốt tại chuồng ha, không còn thương lượng. Đó thì hai con này thì em bao vú dỗ cẳng rồi đúng đồng ruột cho cô chú chị mình. Đó, con này nè con lớn nhưng mà con lớn thì khung tàn khung xương thì khá lớn đó. Hai con này thì nói chung thì giá cả cũng yêu thương luôn, tại vì nói chung thì tiền cũng lấy nha, còn găng găng thì giá tiền nó rẻ đó, còn bò pin lực tại nói chung thì bò này cũng dai dây đôi xong của chú chị. Con cắn cái thì chủ nhà nuôi cho ăn thiếu thốn mà nên nó không có đủ. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ với cung chim rồi. Đó, giá là 28 triệu. Đó nhưng mà con lớn thì mình biên bọng dài đòn nha quý chị. Nó biên bọng dài đòn ha. Đây, con này thì nói chung thì nó dẻo dẻo bò. Dai thì nói chung thì có hở không. Đó, nhưng mà nói chung thì tiền nào của nấy. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua cho em. Giá cả hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm một khác. Nói chung cặp đực thì có 28 triệu thì giá tự giờ nó cũng không có mắc đâu quý chị. Đó. Nói chung thời điểm này thì giá này thì quá rẻ rồi. Đó thì gửi đến đầy đủ cho chúng tôi rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ông đực này thì cứ liên hệ số điện thoại mình đó, giá là 28 triệu ha. Rồi thì để bây giờ em tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh hai con đực ha. Đó trong đây thì một con đực cọp và một con đực thóc kem nè cô chú chị. Đó thì nói chung thì hai con này thì lụng khoảng 6 tháng tuổi. Đó, nó lụng khoảng 5 tháng tuổi. Đó thì con bắp kem, con lùng pin lực này nè của chú chị. Con này thì chiều cao là 1m03, 1m03 là 4. Đó, còn con này thì 1m08. Đó, con cọp này thì chiều cao 1m08, 9 bò của chú chị. Đó thì nói chung thì con bò mà trong quá trình đo thì nhiều khi nó cũng đi tới đi lui, nhầm đi đo là nó xây xích phân của chú chị mình cũng thông cảm ha. Đó nhưng hai em nói hai con này thì pin lực của chú chị, hai con tướng tá pin lực ha, nhất là con kem đít nó muối luôn. Đó, mình mẩy nó nè, pin cơ cục cục của chú chị thấy không.
Đó thì em quan sát là hai con chân móng thì hoàn thiện. Đó chân móng thì chân móng sò, xương sóc thì hai bò này cũng xương sóc thì cũng khá to. Đó thì hai con đực này chủ nhà cũng bán giá là 32 triệu. Đó 32 triệu thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Một con đực cọp và một con đực khóc kem ha. Đó nhưng em nói hai con này thì pin lực đít nở dai nở của chú chị. Con nào lấy thì đít nở dai nở nè. Đây. Đó, em nói kem này dàn dai của nó nè cô chú chị coi nè, cái dai nè, hết pin. Đó dai đít nè cô chú chị nè. Đó. Đây con cọp. Đó, tướng ta khắp mình cọp mà cũng chị. Đó thì con cọp này cũng đít nở dài nở ha. Đây lưng nè. Đó lưng. Đó, lưng dài nè cô chú chị ha. Đó đít nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ tạo điều kiện ghép xe cho bà con đỡ tiền phí xe ha. Nói chung hiện tại em đang có chuyến gờ bò về Đắk Lắk cô chú chị. Chuyến giao về An Giang, đó Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long ha. Thì bà con nào ở miền đó thì em sẽ ghép xe bà con để tiền phí xe. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Giá cả hợp lệ thì bà con để kiếm cặp khác. Đó thì hai con này giá chốt là giá 32 triệu là giá chốt tại chuồng, không còn thương lượng nữa em. Hai con thì chân móng hoàn thiện ha. Không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây chân móng chân móng sò. Đó hai con chân móng thì đều chân móng sò, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó tướng ta cắp mệnh cọp mà cũng vậy. Đây phần mặt mày. Đó thì con cọp này thì cũng độc trụi ha. Còn con phóc kem đó thì nói chung thì cũng độc trụi, nó nhúng sừng nhúng sừng da. Đó về phần mặt mày nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó nhưng em nói con pháp cam này nó liên lực. Cái đít của nó muối 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 luôn, cái dàn dai của nó khỏi nói luôn cô chú chị. Dàn dai nó khỏi nói nè, thấy không? Nó dai liên lực dữ dằn không? Đó. Đó thì cô chú chị nào thấy giá cả hợp lệ thì nuôi về nuôi vú béo thêm ha. Nhưng em nói con hai con bò này thì pin lực ta cấp mình. Ừ. Tá con kem nè, con ba con ăn cọp nè, con. Đó. Đó thì hình ảnh về giá cả hai đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó giá là 32 triệu. Đó 32 triệu là giá chốt tại chuồng nghe cô chú chị. Đó thì bà con nào mua thì sẽ ghép xe, bà con đã được ghép xe nha. Đó nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng sẽ ghép. Đó mặt mày này cô chú chị. Đó, con kem mặt thì mặt cục rồi ha. Đó. Hai con chân móng. Đó thì trước khi vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra có bú vỗ cẳng hay không. Đó, có thùng đúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì gửi của chú chị hình ảnh của hai con đực kem ha. Đó thì nói chung thì hai con này lụng 6 tháng rưỡi tuổi này của chú chị. Đó thì chiều cao của hai con là dao động khoảng 1m15 bò ở phía sau khu ha. Đó thì nói chung thì tại vì nói chung thì kênh em thì đo ở sao không mà thường thường thì nói chung thì ở sao nó cao giữa lưng thì nó tầm khoảng 6 phân 7 phân của chú chị. Đó. 6 phân đó, nếu mà nó 1m14-15 bò ở sau khu thì ở dưới phần đít nó cũng phải 1m07-8 bò. Đó, nói hai con này thì xương sóc rất to, chân móng thì chân móng sò ha, xương sóc thì khá to. Đó thì chân cẳng là không bị ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực thì hình. Đó hai con này thì nó đít nở dai nở pin lực của chú chị, tướng tá cấp mình thì khá hay ha. Đó thì hai con bò 38 triệu. Đó 38 triệu là giá chốt tại chuồng, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đây thì đầu tiên cái con này nè, đây phần mặt mày này của chú chị.
đó, phần tướng tá mặt mày ha. Nói chung thì hai con này thì F1, còn F1 nha các quý chị. Đó, em quan sát thì đít nở dài nở ha. Đây, phần hai chân trước nè. Đó, đúng rồi. Bò thì em bao bú giò bú cẳng qua thùng rúng thùng ruột cho bà con mình ha. Đây xương sóc nè. Đó, hai con thì xương sóc thì khá to là cái chú chị món thì chỉ muốn sò ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe bà con mình đỡ thùng xe. Đây, đó, hai con thì đít nở dài nở nè cô chú chị. Đây, phần dài nè. Đó, con này dần dài nè, cô chú chị thấy dài hết ha. Đó, mặt mày nè. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha, còn giá cả không hợp lệ thì bà con đợi kiếm cặp khác. Đó, bò này lụn khoảng 6,5 tuổi của chú chị, hai con thì pin lực. Đó, giá có 38 triệu. Đó, giá là 38 triệu là giá chốt tại chuồng. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe bà con mình đỡ thử xe ha. Này phần dài con này nè. Đó của chú chị thấy không? Đó thì hai con này thì em bao của chú chị mình đít nở dài nở ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hay đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, cái con tướng tá cấp mình nè. Đó, nhưng em nói hai con này rất dày bò, tướng tá chân móng chân móng sò xương sóc thì khá to nghe cô chú chị. Đó, tướng tá dài đòn. Đây bà con mình nhìn cái bản đùi nó nè. Đó, giá là 38 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hay đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, thì bà con mà thấy giá cả hợp lệ thì mua về mua giống béo nhé. Nói chung thì hiện tại thì nói chung bây giờ cũng nhiều kênh đó đang bán bò, thì bà con nào thấy kênh nào giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó, nhưng trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình biết được thì tiền nào của nấy cô chú chị. Đó, những con bò mà nó cao 1m2, 1m2 mấy thì nó cũng giá tỷ, nhưng khi đi mua nói con này tướng tá cấp mình dài đòn nè, thấy không? Nó tướng tá cấp mình dài đòn ha. Đó, giá là 38 triệu cặp đực F, ý cặp đực kem F1. Đó, hai con thì xương sóc thì em quan sát thì xương sóc khá to. Đó, nói chung thì là đi toàn ghép xe thì bà con nào mua thì lãi lợi 2 ngày 3 ngày ha, 4 ngày 5 ngày gì đó. Thì em sẽ ghép xe bà con đợi tiền phí xe. Nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao dịch An Giang. Đó, An Giang với Vĩnh Long với Tà Vinh. Đó, với Sóc Trăng ha. Em có chuyến giao về Cà Mau. Đó, thì bà con nào ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con đợi tiền phí xe. Nói chung thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi vô béo thêm. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Bà con nào muốn kéo bò sinh sản vào 20 giờ đó, đó mình thôi có ơn thì điện em ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Và giá là 38 triệu. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì mẹ bô xin nè của chú chị. Đó, đang giữ con cái kem ha. Đó, con cái kem thì nói chung thì cũng kiểu món nuôi, sao mình cũng để làm giống sinh sản luôn. Đó, thì con mẹ này đang giữ con cái kem này lứa thứ ba. Đó, lứa thứ ba con thì được 3 tháng tuổi. Đó, nhưng mà anh chủ nhà nói con mẹ thì có bơm tinh lại được 1 tháng lẻ mấy ngày của chú chị. Đó, anh nói là bơm tinh bò kem ba bê. Đó, thì anh bơm ba bê lại của chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì con mẹ thì chiều cao em đo con mẹ là 1m39. Đó, chiều cao mẹ là 1m39 bò ở phía sân khu ha. Đó, con thì nói chung thì em không có đo, nhưng mà con thì được 3 tháng tuổi rồi. Đó, nhưng mà con mẹ nói chung thì cũng tàn cũng xương thì khá lớn của chú chị. Đó, mẹ con thì chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bộ mấy con này anh chủ nhà cũng bán giá là 30 triệu 500 ngàn. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về mình nuôi sinh sản thêm ha. Nói chung thì con mẹ này thì đang giữ con này thì mới có lứa thứ ba của chúng chị. Đó, những dòng bô xin thì nói chung thì đẻ cũng mười mấy lứa thì cũng bình thường ha. Nhưng em nói con mẹ thì cũng tàn cũng xương thì khá lớn. Đó, đây về phần chân móng là của chúng chị. Đó, chân móng con nè, chân móng thì cũng chân móng sò ha, rúng nè. Đó, còn chân móng mẹ nè. Đó, em nói con mẹ này thì xương sóc thì khá to của chú chị, chân móng sò ha, xương sóc thì khá to. Đó, phần rúng mẹ nè.
Đó, về phần vú thì em quan sát con mẹ này thì bốn vú nha, bốn nhau. Đó, phần hai chân trước nè. Em nói con mẹ này thì cũng tàn không xương khá lớn nè. Đó, chân móng thì đứng rất khéo chứ gì. Đó, về phần sấy lưng mẹ nè. Đó, sấy lưng thì nghiêm chỉnh nè. Đó, sấy mặt thì nghiêm chỉnh ha. Mẹ thì mặt mày này của chú chị. Đó, mẹ sấy mặt nghiêm chỉnh ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó, giá là 30.500.000 thì bà con nào mua thì em sẽ gấp xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó, nói chung thì tỉnh nào cũng gấp xe cho bà con mình hết. Nhưng mà được con cái thì mẹ này cũng tàn không xương khá lớn. Nói chung thì nó đang giữ con thì nó cũng hơi găng găng bò của chú chị. Nhưng mà được con cái thì nó có không tàn không xương. Đó, mẹ thì em quan sát thì liền một màu ha, không lan không đốm. Đó, mẹ thì liền một màu không lan không đốm của chú chị. Đó thì bộ mẹ con là giá là 30.500.000 thì mà quý chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tổng hành. Đó, còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp. Đó thì em kinh doanh nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò giống béo, bò sinh sản vô 20 giờ đó, ưng thì điện cho em ha. Đó, nói chung thì không ưng thì coi ủng hộ em cũng được. Đó, nói chung thì mình không mua thì mình xem mình tham khảo giá cả, rằng mình mua bán mình không lầm của chú anh chị. Đó, trước khi xem video của chú anh chị cho em xin một like và đăng ký ha, em có động lực em làm những cái video có ý nghĩa hơn. Đó, em kiếm những con bò có giá cả hợp lý, đó em đăng lên cho bà con mình thấy giá cả hợp lý thì bà con mình mua về mình nuôi sinh sản thêm ha. Đó, mẹ thì bô xin, đó thì hiện tại em đang giữ con trái kem. Đó, giá là 30.500.000. Đó, giá 30.500.000 thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, nhưng con mẹ này em quan sát thì mẹ này xương sóc thì khá to nha cô chú chị. Đó, mẹ thì xương sóc khá to ha, mẹ thì liền một màu không lan không đốm. Đó, còn về phần đuôi của nó nè. Đó, còn con con, nói chung thì con này cũng mẫu sinh sản là sao mình cũng để làm giống sinh sản luôn cô chú chị. Đó, tại vì con đó là con của con bò xin là dòng về dòng F1 ha. Đó, F1 thì mình để làm giống sinh sản luôn. Còn cái con mẹ mà con mẹ kem nó đẻ là con cái kem thì mình để làm giống sinh sản sao nó dở lắm cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng bộ mẹ con là cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, giá là 30.500.000. Đó, giá là 30.500.000. Đó, con mẹ thì cũng tàn cũng xương thì khá lớn nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó, con thì đột tuổi ha, để em coi về phần xe. Đó, con thì em quan sát thì sẽ lưng thì nghiêm chỉnh đó cô chú chị. Đó, con thì sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Đây, cái phần xe mặt đây qua cái nặng. Đó, về phần xe mặt con thì em quan sát thì cũng xe mặt con nghiêm chỉnh luôn. Nó nhìn con cái mặt thì hay sái ha, cái tên nghiêm chỉnh còn có nằm đóng cái sái ngay miếng mắt qua nữa cô chú chị. Đó thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục video đang bán ngày hôm nay.